1,5 triệu đô cho hoàng hậu Chi Bử. Còn ai trả giá cao hơn không ạ? Ba đã chính thức phê duyệt cho em trở thành con dâu nhà họ Quách rồi đó. Mục tiêu của em là phải ngồi lên chiếc ghế phó tổng tại tòa tháp đế vương này. Nếu em lấy được chiếc phượng bào đó, em sẽ trở thành phượng hoàng lửa thực sự. Danh tiếng trong giới sưu tập cổ vật của bả hơn 20 năm đều xây từ chiếc phượng bào đó. Đời nào mà bả chịu nhả nó ra? Tôi nghĩ 11 triệu đô chưa xứng với vẻ đẹp hoàng tộc của phượng bào. Cô Linh khỏe không? Lâu ngày mới về thăm nhà hen. Coi bộ cái đống cổ vật này còn đáng giá hơn mấy chiếc siêu xe luôn đó. Phàm cái gì cũ kỹ thì hay bị coi thường, nhưng chỉ cần gắn cho nó cái mác cổ vật lại khiến người ta kích thích, muốn tranh giành để sở hữu cho bằng được. Chỉ cần xuống nửa trăm gram nòng thôi là hoàng hậu phải thua em. Bà sẵn sàng đánh đổi cả cái tòa tháp sắp cất nóc để lấy cái áo cũ xì đó. Em sẽ lấy lại được phượng bào và trao cái áo chất tiệt đó cho ba con anh được chưa? Hình như đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Và chắc chắn đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đến Bạch Trà Viên. Anh trộm kìa! Con bé nó vừa mới về đấy. Chẳng biết là nó đã biết được những chuyện gì. Em hãy cẩn thận với những vị khách không mời mà đến đấy. Rồi cuộc đời thế nào có ngày tác có trong mặt á, lúc đó mới biết tỉnh. Lý Linh sẽ thay em trong cuộc đấu giá phượng bào sắp tới. Con Lý Linh mà biết cái chí mà đấu giá với đấu giết. Đây là cảm giác của một con ngỗng sắp bị vặt trụi lông sau khi đem nỏ thần về trao cho trọng thủy thì đúng hơn. Nè, chị thấy chưa? Thấy chưa? Chị đón em về Lý gia từ khi còn đỏ hòn. Nếu em định tính toán thủ đoạn với ai thì ra ngoài kia. Chứ đừng có về đây để tính toán mưu mô với chị. Bây giờ tôi mới biết, tôi cũng chỉ là một quân cờ. Tiểu thư nhà họ Lý, thực chất chỉ là tiểu tam. Chỉ là vợ lẽ sống trong bóng tối hơn 20 năm qua bóng chủ tịch. Trở về với em rồi. Tại sao chị lại muốn cho em buông hạnh phúc của chị em? Cho cái chính chị là người đi ăn cắp hạnh phúc của người khác. Chị em mình không thể sống như Lý được. Chị hiểu không? Hoa Liên. Buổi sớm em làm rơi thấy bóng con chim cúc cu. Cúc cu chim gì ca to thế. Ôi.